bà con mình dành chút ít thời gian để theo dõi video clip tìm sách cho phát lắp đặt thang nâng hàng cho khách hàng, về khách hàng nâng xe máy. Thì cái thang này tiệm sắt lắp cho một bác khách ở trong tỉnh, và thang này bác dùng để phục vụ công việc là nâng hạ xe máy lên trên gác cao. Thì độ cao của cái thang này là từ mặt đất tới sàn là 3 mét, và bên dưới tiệm sắt Gia Phát có dán băng keo cảnh báo nơi khu vực không được đậu đổ xe để cho cái thang nó vận hành lên xuống. Thì mọi người theo dõi video của tiệm sắt Gia Phát, tiệm sắt có giới thiệu một số chi tiết, đó là cái chốt khóa an toàn khi đứt cáp, có nghĩa là chốt khi đứt cáp thì chốt an toàn này sẽ bung ra và giúp cái thang nó không rơi. Đây là một bộ phận chốt an toàn của tiệm sắt Gia Phát chế. Bà con mình có theo dõi video dành chút ít thời gian để đăng ký kênh và like ủng hộ cho tiệm sắt Gia Phát nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây là cái thang nâng hàng được khoét gánh CNC và có chốt khóa an toàn khẩn cấp. Bên dưới thang có công tắc hành trình và bên trên thang cũng có công tắc hành trình. Công tắc hành trình giúp cho cái thang mình nó vận hành. Khi lên thì đụng công tắc hành trình sẽ đứng lại, và khi xuống gặp công tắc hành trình sẽ dừng lại. Dạ, xin cảm ơn mọi người rất nhiều.